Vâng, lại tiếp tục chào anh chị trong một bài học video tiếp theo của Phan Anh. Ở bài học này thì tôi sẽ nói về một cái chủ đề tìm kiếm các nguồn hàng. Bởi vì quan điểm của tôi là bán hàng ở trên Facebook ấy, thì ai cũng biết là đang bán được hàng rồi. Ở Việt Nam hiện nay là theo thống kê không chính thức là có hơn 1 triệu người đang bán hàng trên Facebook, bao gồm rất nhiều những người bán hàng chuyên nghiệp, những cái công ty, những cái doanh nghiệp, những cái cá nhân, thậm chí là gì ạ, những cái dân văn phòng, công sở, cơ quan nhà nước cũng bán hàng rất nhiều, đúng không ạ? Người nhập hàng về bán, người đánh cả container về bán, người thì bán thúng bán mẹt, người thì bán mấy cái đồ handmade tự làm, mấy cái đồ nhà tự nấu tự trồng, các anh chị ạ. Thế thì tôi muốn tổng quát lại là các cái cách để mà mình có được khai thác cái nguồn hàng, đúng không ạ? Để mình đánh hàng như thế nào? Thì ở đây thì chúng ta sẽ chia ra làm mấy cái nguồn hàng chính. Cái nguồn hàng thứ nhất là cái nguồn hàng quốc tế. Bao gồm là ở châu Âu, ở Úc, ở Mỹ, đúng không ạ? Ở một số các quốc gia khác, cái nguồn hàng từ Trung Quốc, và thứ ba nữa là nguồn hàng trong nước. Như vậy ta tạm mà làm việc với ba cái nguồn hàng ở Việt Nam mà cái người Việt Nam sử dụng nhiều nhất, được chưa ạ? Thì thứ nhất là đối với nguồn hàng ở châu Âu, thì hiện nay người tiêu dùng Việt Nam rất là ưa chuộng hàng châu Âu. Lý do là hàng châu Âu tiêu chuẩn rất là cao và không có hàng giả. Sản phẩm tốt, chất lượng, thương hiệu cao cấp, được chưa ạ? Thí dụ như là tôi có rất là nhiều các anh chị, bạn bè, người thân, học viên là bán hàng sách tay, là hàng Tây Ban Nha, hàng Pháp, hàng Đức, rồi hàng Anh, bán theo kiểu order, bán theo kiểu nhập hàng về sẵn để mà bán, đúng không ạ? Ở châu Á thì các bạn có thêm Nhật Bản, Hàn Quốc, như tôi vừa nói đấy, đấy là các cái thị trường khác như Úc, như Mỹ. Đấy, thì những cái quốc gia này đều là những cái quốc gia mà người Việt hiện nay rất là ưa chuộng, đúng không ạ? Và các bạn nên khai thác xem rằng là mình và gia đình mình có những cái mối quan hệ bạn bè, người thân, gia đình như thế nào ở các cái quốc gia này, để mà mình có thể là nhập hàng về mình bán hàng sách tay hoặc là mình order giúp cho khách. Cái sản phẩm đấy rất là tốt, được chưa ạ? Cụ thể là chúng ta sẽ nên nhắm chọn những cái sản phẩm gì để mang về. Thì ở đây thì chúng ta có thể là gì ạ? Tất cả những cái ngành hàng tiêu dùng nhanh như là mỹ phẩm, như là quần áo, thời trang, như là đồ dùng, như là những cái thiết bị điện tử, đúng không ạ, đồ gia dụng, thậm chí cả những cái đồ điện lạnh, đúng không ạ, họ nhập khẩu cả những cái tivi, tủ lạnh rất là to về Việt Nam. Không có vấn đề gì cả, chúng ta đều có thể bán được. Đấy, tôi hôm trước vừa nói chuyện với một anh chuyên đánh hàng ở Nhật về, đúng không ạ, rồi thậm chí là hàng Nhật nội địa như các anh chị biết ấy. Cũng rất là chạy ở Việt Nam. Thì anh ấy bán cả những cái tủ lạnh hai cánh, bốn cánh rất là to, để mà những cái khách hàng họ mua có cái giá tiền có thể lên tới vài chục triệu và cả trăm triệu, người ta vẫn nhập về bán, miễn là có lời và có cái quy trình nhập hàng về, được chưa ạ? Hoặc là một số những cái thị trường mới nổi khác như là thị trường Đông Âu, đúng không ạ, Nga, Ukraine chẳng hạn, thì nhập mỹ phẩm về chất lượng cũng rất là tốt mà giá lại hợp lý, các anh chị nhé. Thì cái bài học này để giúp cho các anh chị mở mang ra. Nếu như mình chưa biết làm thì mình có thể tìm hiểu, mình có thể mua hàng. Thế còn nếu mà biết làm rồi thì mình có thể tham khảo để mình thiết lập cái đường dây đưa hàng về, đúng không ạ? Và mình sẽ bán hàng, bán hàng order, bán hàng có sẵn đối với các sản phẩm của châu Âu hiện nay bán rất là tốt, được không ạ? Vâng. Thứ hai là tôi muốn nói về cái mặt hàng cũng hơi đặc biệt hơn, đấy là cao cấp hơn, đấy là hàng của Mỹ, đúng không ạ? Ở Mỹ thì dân Việt Nam mình rất là thích mua những cái sản phẩm liên quan đến đồ điện tử, đồ công nghệ, và đặc biệt là thuốc thang, rồi thì những cái thực phẩm chức năng của Mỹ thì tuyệt vời. Đấy, thì mình có thể thiết lập những cái đường dây như vậy, đúng không ạ? Rồi những cái sản phẩm số hóa, đấy là tôi đang nói về cái chuyện mang về. Và ngược lại các bạn có thể nói về cái chuyện mang đi. Thì tôi sẽ có một cái bài học khác để nói về cái thị trường mà các anh chị bán sang nước ngoài. Thì hoặc là tôi sẽ nói sau cái video này, hoặc là cuối cái video này, thì tôi đang suy nghĩ không biết là nên sẽ làm gì cho các anh chị. Cái nguồn hàng thứ hai mà tôi muốn nói, đấy là cái nguồn hàng đặc biệt, rất là gần gũi với người Việt Nam mình, đấy chính là nguồn hàng từ Trung Quốc. Thì có lẽ là không nói thêm, đúng không ạ? Các tỷ phú ở Việt Nam, các triệu phú ở Việt Nam thì xuất thân từ Trung Quốc, có liên quan đến Trung Quốc rất là nhiều. Ý tôi muốn nói là gì? Mình đánh hàng tàu về bán, hoặc là mình gia công ở bên Trung Quốc, đúng không ạ? Những cái sản phẩm đồ dùng gia đình, nồi niêu xoong chảo bát đĩa,
rồi thì đồ công nghệ, đồ điện tử bây giờ gia công ở Trung Quốc, dán thương hiệu thế giới, dán thương hiệu ở Việt Nam rất là nhiều các anh chị ạ. Thế tôi cũng không tiện nêu tên đấy là cái thương hiệu nào, nhưng mà như thế là các anh chị biết rồi. Đấy, ok. Thế thì cái thị trường ở Trung Quốc ấy thì thượng vàng hạ cám, đắt rẻ sản phẩm gì cũng có nhá. Các anh chị có thể là cân nhắc về việc là đánh hàng trực tiếp trên website của Trung Quốc về, hoặc là đi Trung Quốc đánh hàng. Đấy. Thế thì đánh hàng ở trên website về cũng phải học đúng không ạ? Thông qua những cái trang web như là Tmall, 1688, Taobao, Alibaba. Tất nhiên cái việc đánh hàng như này cũng sẽ đòi kinh nghiệm đúng không ạ? Xem là đánh hàng gì, bạn đánh nhiều hay đánh ít đúng không ạ? Rồi thì thông qua đơn vị vận chuyển hay không, hay là trực tiếp mang về vân vân. Thì cái đấy đều hỏi, đòi hỏi là phải có kinh nghiệm, đòi hỏi là phải có sự quyết tâm và học tập, bởi vì chi phí là sẽ sẵn sàng là các anh chị phải bỏ ra, nếu không các anh chị sẽ phải trả giá rất là nhiều, bởi vì đánh hàng nó sẽ có hàng lởm, hàng đều, hàng không chất lượng các anh chị nhá. Thế còn nếu như mà các anh chị mà đi trực tiếp đi sang bên các cái chợ của Trung Quốc, chợ Quảng Châu, các cái chợ chuyên về những cái sản phẩm cụ thể, thì Trung Quốc nó nhiều chợ lắm. Thì tôi cũng trước đây cũng đi Trung Quốc cũng khá là nhiều bận, nhưng bây giờ thì lâu rồi tôi cũng không đi. Thế thì các anh chị có thể đi máy bay, đi ô tô, giường nằm gì đấy sang bên đấy đúng không ạ? Thuê tài hoặc là thuê người đi cùng, hoặc thậm chí là không cần, sang bên đấy người Việt nhiều lắm các anh chị ạ, yên tâm. Đấy. Thế thì mình cần phải có những cái kỹ năng để mình đánh hàng, và quan trọng nhất là mình phải đánh được hàng tốt, hàng giá rẻ, hàng tận gốc, hàng hot theo xu hướng, thì lúc đấy mình mới bán được hàng, mình mới bán buôn bán lẻ theo cái kênh phân phối mình đã được học, được chưa ạ? Nếu mà mình đi đánh hàng ở Trung Quốc mà theo cái lối tự đi thì mình phải xin visa. Visa ví dụ như một lần nó có giá khoảng 160 đến 170 đô la. Đấy, nếu mình đi nhiều mình có thể xin 6 tháng 1 năm. Đấy, mình có thể đi các hãng hàng không giá rẻ đúng không ạ? Kiểu kiểu như thế. Hoặc là mình có thể nhờ các cái đơn vị như là ship hàng hộ, mua hàng hộ, mua hàng Trung Quốc người ta mua hộ về. Mình không nhất thiết phải sang, mình cũng không mua trực tuyến trên trang web, mà mình thông qua họ. Thì như vậy là các bạn sẽ giảm được cái rủi ro hơn. Còn nếu mà một cái ý mà tôi muốn nói là các bạn trở là một cái đơn vị, là cái doanh nghiệp sản xuất, một cái thương nhân, hoặc nói chung là một cái cao thủ có nhiều vốn liếng đúng không ạ, thì các bạn có thể đi sang bên đấy hoặc liên hệ với các đối tác bên đấy, đặt hàng sản xuất, dán thương hiệu của mình và mang về, được chưa ạ? Thí dụ như là tôi có một cái anh học viên, anh bạn tôi ấy là sản xuất quần jean dành cho nam giới. Thế thì anh ấy có kinh nghiệm 15 năm mà làm việc tại Trung Quốc. Anh ấy kể với tôi rằng là anh ấy sản xuất một cái quần jean mà có lẽ là không không ai có thể sản xuất rẻ hơn được. Đó là gì ạ? Từng cái khuy, từng cái chỉ, từng cái phép mơ tia, từng cái vải jean là anh ấy đến từng nhà máy anh mua. Cái khuy này đến nhà máy khuy mua, chỉ đến nhà máy chỉ mua. Đấy. Phép mơ tia đến nhà máy phép mơ tia mua, vải đến nhà máy mua vải. Cầm tất cả những cái đấy đến nhà máy gia công quần bò mang về, đặt 1.000, 2.000, 1 vạn, 2 vạn cái sản phẩm như thế mang về Việt Nam bán, và cái giá nó rất là rẻ. Thế thì như vậy các bạn nó có lợi thế về quy mô và giá cả mới cạnh tranh được, các bạn mới bán buôn được, các bạn mới bán lẻ mới có lời được. Các anh chị hiểu ý tôi không ạ? Vâng. Thế một cái hướng nữa là đấy là chúng ta sẽ đánh hàng ở Việt Nam. Thế thì cái nguồn hàng ở Việt Nam thì thực sự là hiện nay có rất nhiều các nguồn hàng gia công ở các cái địa phương, nguồn hàng sản xuất của các nhà máy. Đấy, thì các bạn có thể liên hệ với các cái nhà sản xuất để tham gia vào một phần hoặc tất cả cái quá trình bán hàng của họ. Thí dụ như là trở thành cộng tác viên, nhập hàng bằng cách là tham gia vào các cái group nguồn hàng giá rẻ, hay tìm trên Google những cái thuật ngữ như là từ ngữ như là buôn sỉ bán những cái thuật ngữ như là bán sỉ, bán buôn giá gốc vân vân. Trên mạng có rất nhiều những cái trang như vậy để mình nhập. Tuy nhiên khi mình nhập thì mình phải cân nhắc sản phẩm, xem được hàng mẫu và ký hợp đồng thỏa thuận, tránh những cái việc rủi ro mất tiền rồi mua phải hàng hóa kém chất lượng, được chưa ạ? Lựa chọn cái khả năng cái sản phẩm làm sao mà nó phù hợp với cái kinh nghiệm kinh doanh của mình, cũng như là cái thực tế đúng không ạ, thời vụ của mình, và đặc biệt là liên quan đến vấn đề tài chính. Đừng có mà quá là xoay vòng vốn mà nó khó khăn quá, thì chúng ta cũng hết sức là lưu ý đúng không ạ, đừng có quá sức. Rất có thể chúng ta sẽ phải lâm vào tình trạng là vay nặng lãi rồi thì lợi nhuận không đủ, được chưa ạ? Thế thì cái vấn đề là cái học phí oánh nhầm sản phẩm,
Tôi nói đùa là đánh nhầm sản phẩm, tức là mình đánh hàng nó không chuẩn thì chúng ta sẽ phải trả giá cho những cái việc đấy, đúng không ạ? Rồi chúng ta tìm được những cái nguồn hàng sản xuất, gia công, hoặc thậm chí là chúng ta có thể thuê những cái xưởng sản xuất hoặc mở những cái xưởng sản xuất như vậy. Bằng chứng là các anh chị lên trên mạng, các anh chị thấy bây giờ có rất nhiều các cái bạn trẻ là bán giày dép, bán quần áo, bán váy vóc, thậm chí là bán mỹ phẩm, đúng không ạ? Hầu hết là các hàng hóa là tự chế, cho nên là cái chất lượng nó không được tốt, nhưng mà được cái là cái tính ưu điểm của nó rất là tốt, được chưa ạ? Vâng, thế thì tôi cũng xin phép là kết thúc cái bài chia sẻ ấy, một số những cái gợi ý của tôi về các cái cách đánh hàng, khai thác nguồn hàng. Thế tôi cũng xin phép kết luận lại là, đúng không ạ, chúng ta có một số nguồn hàng ở quốc tế, nguồn hàng ở Việt Nam. Trong quốc tế thì tôi phân ra là các nguồn hàng ở châu Âu, Mỹ, Anh, Pháp, đúng không ạ? Và các cái nguồn hàng cụ thể là ở Trung Quốc, là một cái quốc gia sát chúng ta. Ai cũng biết là hàng Trung Quốc rất là thân thiết với đời sống của Việt Nam, và cái nguồn hàng của Việt Nam. Và một cái nguồn hàng nữa các bạn có thể tự làm, đấy là hàng handmade, hàng homemade của chính mình. Xin chúc các anh chị lựa chọn sản phẩm thành công và kinh doanh tốt, thật là nhiều tiền. Đam mê duy nhất của tôi chỉ như vậy thôi. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.